ngày 19 tháng 8, Thánh Gioan Ưu-đề, sinh năm 1601, mất năm 1680. Thật không thể nào biết được ơn Chúa sẽ dẫn đưa đến đâu. Thánh Gioan sinh ngày 14 tháng 11 năm 1601 tại Gris, Normandy, miền Bắc nước Pháp. Ngài là một tu sĩ, một tông đồ tuần đại phúc, sáng lập hai tu hội và là người cực lực cổ võ lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ngài gia nhập dòng Oratorio và thụ phong linh mục năm 24 tuổi. Trong thời kỳ dịch hạch tấn công Normandy năm 1627 và năm 1631, Ngài tình nguyện chăm sóc bệnh nhân trong giáo phận. Để khỏi lây bệnh cho các tu sĩ trong dòng, Ngài phải sống trong một cái thùng thật lớn ở giữa cánh đồng. Vào năm 32 tuổi, cha Gioan trở thành vị tông đồ tuần đại phúc. Tài rao giảng và ơn khuyên bảo người hối nhân đã khiến Ngài nổi tiếng. Ngài rao giảng tuần đại phúc trên 100 giáo xứ, có khi kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Trong sự lưu tâm đến linh đạo của hàng giáo sĩ, Ngài nhận thấy trước hết cần phải thăng tiến tâm linh trong chủng sinh. Với sự cho phép của bề trên là giám mục và hồng y Richelieu, Ngài bắt đầu việc canh tân. Nhưng vị bề trên kế tiếp lại không tán thành. Sau khi cầu nguyện và hội ý, cha Gioan quyết định từ bỏ dòng và sáng lập một tổ chức mới được gọi là Tu hội Đức Giêsu và mẹ Maria, tức là dòng Thánh Gioan Ưu-đề, chuyên đào tạo các giáo sĩ qua việc thiết lập và trông coi các chủng diện. Công việc táo bạo này, trong khi được sự tán thành của các giám mục địa phương, lại bị chống đối kịch liệt bởi phe Jansen và chính các linh mục dòng Oratorio. Cha Gioan thành lập được một vài chủng diện ở Normandy, nhưng không đạt được sự phê chuẩn của Roma. Người ta nói một phần là vì Ngài không biết khéo léo đối xử. Trong việc tổ chức tuần đại phúc giáo xứ, cha Gioan thật lo âu khi thấy các phụ nữ nghèo đói tìm cách thoát ra khỏi đời sống khó khăn qua nghề làm gái điếm. Lúc bấy giờ, bà Magdalena Lamy đang chăm sóc một số phụ nữ quàn lương để nói với cha Gioan rằng: "Đầu óc cha đang ở đâu vậy? Có lẽ cha đang nghĩ đến nhà thờ là nơi cha chiêm ngắm các ảnh tượng và nghĩ mình đạo đức. Trong khi đó, những gì cần nơi cha là một căn nhà tử tế cho những người khốn cùng này." Những lời lẽ ấy có lẽ cũng là tiếng dạo cười đã thức tỉnh Ngài. Kết quả là một tu hội mới được thành lập, mang tên Nữ Tu Bác Ái, là nơi nương tựa để chăm sóc các phụ nữ bất hạnh hoàn lương. Có lẽ cha Gioan nổi tiếng nhất là vì sáng tác của Ngài về chủ đề Đức Giêsu là nguồn thánh thiện, Đức Maria là gương mẫu đời sống người Kitô hữu. Cha Gioan qua đời vào ngày 19 tháng 8 năm 1680 tại Con, Normandy, nước Pháp. Cha được Đức Giáo Hoàng Pius X tôn phong chân phước ngày 25 tháng 4 năm 1909 và Đức Giáo Hoàng Pius XI đã nâng cha Gioan lên hàng hiển thánh năm 1925 và tuyên xưng Ngài là cha đẻ việc sùng kính thánh tâm Đức Giêsu và mẹ Maria. Lời bàn: thánh thiện là mở lòng cho tình yêu của Thiên Chúa và được tỏ lộ qua nhiều hình thức. Nhưng các hình thức ấy đều có một đặc điểm chung, đó là lưu tâm đến nhu cầu của tha nhân. Trong trường hợp của Thánh Gioan Ưu-đề, những người có nhu cầu là các bệnh nhân dịch hạch, các giáo dân trong xứ, những người chuẩn bị làm linh mục, những cô gái điếm và các Kitô hữu được mời gọi để bắt chước tình yêu của Chúa Giêsu và mẹ của Người. Lời trích: sự khao khát của chúng ta, mục tiêu của chúng ta, sự bận tâm của chúng ta phải là việc uống nắng chính mình để trở nên giống Chúa Giêsu hơn, để thần khí của Người, sự tận tụy của Người, lòng thương mến của Người và ý định của Người sống động và ngự trị trong chúng ta. Mọi luyện tập nhân đức phải hướng đến cùng đích này. Đó là công việc mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta để thi hành một cách không ngừng nghỉ. Trích trong Thánh Gioan Ưu-đề,
đời sống và sự ngự trị của Đức Giêsu trong tâm hồn Kitô hữu.